Nghe danh đại gia đã lâu, Việt Hương nay gia nhập hội đeo đồng hồ bạc tỷ, lấn lướt luôn cả Ngọc Trinh, Hà Hồ đeo chiếc 5 tỷ. Rồi Việt Hương xin mời cả nhà coi nha. Đẹp không cả nhà ơi? Thấy đẹp chưa? Hôm nay về vui quá cả nhà ơi. Tại bất cứ buổi gặp mặt hay sự kiện nào, các ngôi sao đều sử dụng ít nhất một hay hai món phụ kiện, trong đó nhất định phải có đồng hồ bên cạnh. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ đều diện những kiểu thiết kế khác nhau. Điểm chung của chúng là cực kỳ đắt đỏ và xa hoa. Điều này thể hiện sau việc mê sưu tập đồng hồ đến mức nào. Giá trị của chiếc đồng hồ thường là minh chứng cho sự nổi tiếng của họ bên ngoài. Chính vì điều này, chẳng ngôi sao nào lại bỏ lỡ cơ hội thể hiện đẳng cấp của mình thông qua các phụ kiện. Những chiếc đồng hồ gắn kim cương mang đến vẻ quyền lực cho phái nữ và luôn là ưu tiên hàng đầu của các nghệ sĩ. Có những ngôi sao thậm chí bỏ hẳn tiền tỷ chỉ để có cho mình bộ sưu tập riêng với nhiều loại đồng hồ khác nhau. Việt Hương. Trong dịp lễ giỗ tổ nghệ sân khấu, Việt Hương đã xuất hiện cực kỳ nổi bật với bộ cánh màu hồng sặc sỡ. Tuy nhiên, điểm khiến dân tình đổ dồn mắt chú ý là chiếc đồng hồ có giá trị ngót nghét 5 tỷ đồng trên tay nữ danh hài. Đây là lần đầu tiên cô chịu chi cho phụ kiện như chiếc đồng hồ. Bình thường cô sẽ chú trọng vào trang sức hơn. Trước đó, Việt Hương từng gây bão trên khắp mạng xã hội vì chơi lớn, khiến mọi người sửng sốt về phụ kiện cô đeo trên người. Nữ danh hài từng đeo chiếc nhẫn đắt tiền trị giá 5,5 tỷ đồng và dây chuyền trị giá 2,1 tỷ đồng tại một sự kiện. Ngọc Trinh. Nữ hoa nội y Ngọc Trinh cũng được coi là tay chơi đồ hiệu thứ thiệt trong showbiz. Cô sở hữu nhiều bộ sưu tập đồ sộ từ giày hiệu, túi hiệu, trang sức. Trong đó đồng hồ lại chính là một phụ kiện ngốn không ít tiền bạc của Ngọc Trinh. Cô đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để sở hữu một vài thiết kế nổi tiếng. Nữ hoa nội y đã chia sẻ rằng chiếc đồng hồ đắt đỏ nhất mà cô từng có được mua lại với mức giá 4 tỷ đồng từ một người chị. Lệ Quyên. Là một trong những mỹ nhân sở hữu khối tài sản khủng nên khán giả không có gì lấy làm lạ khi Lệ Quyên có trong tay mẫu đồng hồ đắt giá. Cô còn được dân tình yêu ái gọi với cái tên mỹ miều là yêu nữ hàng hiệu. Trên trang cá nhân, chị đẹp cũng từng khoe tủ chứa đồng hồ hiệu khiến ai nhìn cũng lóa mắt. Có thể thấy, chiếc tủ được đặt làm bằng kính cường lực, có mã khóa riêng để đựng 8 mẫu đồng hồ đắt đỏ mà Lệ Quyên yêu thích nhất. Hồ Ngọc Hà. Vốn mê mẩn những phụ kiện lấp lánh, vậy nên nữ ca sĩ chẳng ngại rút hầu bao để phục vụ cho sở thích của bản thân. Đặc biệt với đồng hồ hàng hiệu, người đẹp sở hữu không dưới chục chiếc, trong đó có những mẫu đắt giá từng khiến cư dân mạng suýt xoa vì giá trị lên tới vài tỷ đồng. Trong một vài lần xuất hiện trên mạng xã hội, nữ hoàng giải trí đã khoe khéo món hàng hiệu nhỏ nhắn trên tay, giá trị của nó bằng cả một chiếc xe hơi hạng sang gần 1,5 tỷ đồng. Mai Phương Thúy. Không chỉ chơi chứng khoán hết sức chuyên nghiệp, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn đặc biệt gây chú ý với bộ sưu tập đồng hồ có giá trị ước tính vài chục tỷ. Thậm chí nhắc tới đồng hồ hiệu, người hâm mộ liền ngay lập tức gọi tên cô nàng. Mai Phương Thúy luôn chịu chơi khi sở hữu những thiết kế đình đám mới nhất. Tủ phụ kiện của cô nàng hầu như không thiếu loại hàng hiệu nào. Có thể nói cô nàng chính là một tay chơi đồng hồ thứ thiệt để gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Không phải cứ khoác lên mình những bộ cánh xanh điệu thì có thể tạo điểm nhấn. Đôi khi chỉ cần phụ kiện nhỏ như một chiếc đồng hồ trên tay cũng đủ khiến dân tình phải cảm thán vì đẳng cấp sang xịn của loạt sao Việt. Cũng bởi những lý do đó mà những mỹ nhân Việt không ngần ngại chi bạc tỷ để đầu tư cho món phụ kiện sang chảnh và đắt đỏ này. Bạn nghĩ sao về những chiếc đồng hồ đáng giá cả gia tài của sao Việt? Hãy để lại bình luận cho tụi mình biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.